Hello, xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2020. Chúng ta vào ngày 27 tháng chạp âm lịch năm 2019. Cửa hàng chúng tôi rất vui và vinh dự khi được trở lại với quý vị trong cái video clip ngắn ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên cửa hàng chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời chào, một lời chúc trân trọng nhất và chúc cho toàn thể quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc và chuẩn bị bước sang năm mới 2020 vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Và trong cái video clip ngắn ngày hôm nay thì cửa hàng chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị một bộ ghế móc tàu hũ tái chất liệu bằng gỗ Vùng Ta Quảng Bình, bộ bản đặc biệt gồm 8 món, một đoạn, 4 cái đơn, 2 đôn và 1 bàn. Thì quý vị nào mà quan tâm đến một trong những bộ ghế bản đặc biệt của ghế móc tàu như này thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0985 230 888, hoặc quý vị có thể về tại cơ sở chúng tôi qua địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội để có thể chiêm ngưỡng và thử qua những cái món sản phẩm mà cửa hàng của chúng tôi trưng bày. Thì sáng nay thì chúng tôi cũng có bán cho một bộ gần đây nhất là món phiên bản đặc biệt như thế này, thì chúng tôi có bán cho một bác khách hàng, đó là anh chị Thắng Trinh đến từ Minh Khai, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thì sáng nay đã vào trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để ký duyệt cái bộ 8 món cũng tương tự bản đặc biệt như thế này, và chúng tôi vừa mới cho xe là chở xong. Thì chúng tôi bây giờ là cho thợ hoàn thiện, vừa cho thợ hoàn thiện xong cái bộ này thì chúng tôi cho lên luôn để cho quý vị xem, để cho quý vị có thể lựa chọn. Đây là một bộ trong những bộ móc 8 món bản đặc biệt mà để trưng bày trong những ngày lễ Tết như này thì không gì có thể tuyệt vời hơn. Đây vào trưng bày không gian phòng khách, có thể tiếp khách thì rất là lịch sự và trang trọng. Thì sau đây thì không phải để quý vị phải chờ lâu nữa, thì chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết nhất của cái bộ ghế móc 8 món bản đặc biệt như này. Xin mời quý vị. Đó, và đây là toàn cảnh cái bộ ghế móc bản đặc biệt Vũ Ta Quảng Bình gụ gân luôn. Bản đặc biệt hàng dày, yếm dày là 4 phân. Và bản yếm dày 4 phân và rộng là 12 phân. Rất dày, ván thì dày là 1,5 phân. Đó, bịt niền tất luôn. Và kích thước đoạn dài là 1m95 và chiều sâu trong lòng sử dụng là 50 và cao từ mặt đất lên mặt đoạn là 50 phân. Còn ghế đơn là rộng là 72 phân. 72 phân và sâu ở trong lòng sử dụng là 50 và cao từ mặt đất lên mặt ghế là 48 phân. Và bàn này thì là dài là phủ bì là 1m38 và nhân chiều rộng là 69 phân. Nhân chiều rộng là 79 phân và cao từ mặt đất lên mặt bàn là 71 phân. Nó rất rất to và dày và khủng luôn, hàng dày luôn. Và đá thì được cắt đá tàu, đá Vân Nam. Đó, đá tàu, đá Vân Nam, đá đắt tiền nhất. Mà những cái được bộ đá như này chỉ dành riêng cho những bộ đá của những cái bộ móc chắc thôi. Đó, phiên bản đặc biệt và là mộng thủng luôn. Bộ này là bộ mộng kẹp. Đó, thì đầu tiên tôi sẽ xin đi quay vào chi tiết của cái ghế đơn ở bên này. Đó, đây, quý vị có thấy là gỗ gân cháy luôn. Và hiện tại tôi đang quay thời điểm là 5 giờ chiều tối rồi. Đó, thì cái bộ chúng tôi bán cho anh chị Thắng Trinh mua lên trực tiếp cửa hàng của tôi để chốt từ lúc sáng nay. Và chúng tôi vừa mới chở xong thì chúng tôi cho luôn bộ này lên luôn. Đó, gỗ gân. Tôi cam kết là gỗ Vũ Ta Quảng Bình 100%. Tôi bao chuẩn hàng cho anh em mọi miền Tổ quốc luôn. Đó, đây, quý vị xem mốc đây. Rất đẹp và đẳng cấp luôn. Đó, ở đây quý vị có thể xem đây là mộng thủng này. Đó, thủng, toàn mộng thủng luôn, mộng xiên luôn, xiên ra ngoài. Đó, rất kỹ. Đó, tôi quay chỉ gọi là cho quý vị xem thôi. Đó, đá thì đá tàu Vân Nam, mà tiếp theo là cái đôn. Đôn đá cũng là vân, rất là đẹp luôn, đẳng cấp. Đó, gỗ thì lành lặn tuyệt đối, không nứt nẻ rác ra phối mọt gì cả. Và đây là cái ghế đơn tiếp theo. Đó, quý vị mà đến nhìn thực tế thì nó quá là gần luôn. Đó, nhưng mà tôi quay hiện tại bây giờ trời rất là ánh bóng mà nó không đủ độ sáng. Đó, gần không? Quá là đỉnh cao luôn. Ở đây là cái yếm đây, quá là gần luôn, xuất sắc. Để những ngày Tết như này chúng tôi là một trong những cơ sở bán rất là nhiều thì mới có được những mặt hàng mà trong những cái ngày cận Tết như này. Đó, cận Tết như này mà nó được đẹp như này. Và quý vị lưu ý là cái đá này là chúng tôi cho một tấm kính. Chúng tôi cho một tấm kính ở ngoài để bảo vệ đá. Đó, một tấm kính ở ngoài nên rất đẹp, bóng. Và tiếp theo tôi đi đến cái đoạn. Đoạn đây. Đó, đây là mặt đoạn. Cực gần và vân và hàng lành tuyệt đối luôn. Rất dày, ván cực dày luôn. Tôi vỗ thử cho quý vị xem cái đơn. Đó, rất dày.
nào chưa? Đây, yếm toàn hàng 4 phân thôi. Đó, yếm này. Mình tuyệt đối, tôi quay thật kỹ cái bộ ghế đẳng cấp như này cho quý vị xem. Đây là vách. Đó, đá thì đá Vân Nam, đá này thì chỉ có những cái bộ ghế chắc, móc chắc mới có đá như thế này. Đó, quý vị có thể cảm nhận là nhìn xa xa như cái lối này, các cái áng mây là rất là đẹp, rất là cơ hồn luôn. Mà đá chấp đá này là đá đắt tiền nhất cho các loại đá luôn, đá loại 1, đá tàu loại 1. Đó, quý vị có thể là tham khảo, các cơ sở khác sẽ không có những bộ đá như này luôn. Đó, và đây là chất gỗ. Ok, xem các cái đường móc này rất khôn và khéo luôn, tròn trịa, quá gần. Đó, và tiếp theo tôi xin quay sang cái ghế đơn tiếp theo bên này. Đó, quý vị thì cảm nhận đây, ghế rất gần luôn, chấm chấm luôn. Cơ sở của chúng tôi là một cơ sở bán rất là nhiều. Đó, đây tiếp theo là gỗ này thì không khác gì gỗ chắc luôn, tôi khẳng định quý vị luôn là không khác gì gỗ chắc, và móc thì rất là tròn. Đó, rất tròn luôn, móc da dẻo. Một cơ sở bán rất là nhiều các cái món đồ ghế móc như này, cho nên là chúng tôi mới sưu tầm, mới có được nhiều cái bộ đỉnh cao như này. Và bộ ghế này chúng tôi đã hoàn thiện lại kỹ xì sắc và đánh trơ vân gỗ cho đúng đánh cổ truyền luôn. Và tiếp theo là mặt ngoài, là cái mặt ngoài ghế đơn rất đẹp luôn, không có gì cố chắc. Nếu mà nhìn trên hình ảnh như này mà kể đến nhìn thực tế, mà quý vị nào mà không hiểu sâu về hẳn đồ gỗ thì tưởng đây, nghĩ đây là gỗ chắc chứ không phải là gỗ vụ ta nữa, vì là vân nó quá đẹp. Đó, đá thì đá Vân Nam. Tôi quay mặt sau cho quý vị xem, đẹp tư cái mặt sau luôn, lành tuyệt đối. Đó, gỗ gần đây, bên này thì không bị ngược sáng, còn tôi quay bên kia là bị ngược sáng, nằm ra nhìn nó không rõ. Chân gỗ của ta còn bình đây. Đó, tiếp theo là cái bàn. Mặt bàn đây, thành bàn đang cháy luôn. Đó, đá bàn. Đây, yếm đây, yếm bàn đây, quý vị có thể thấy đây. Những cái gân này thì không thể mà vụ lao hay là vụ căm không bao giờ có được những cái vân như này được, chất vân như này. Sắc vân nó quá đẹp nhưng không có gì cố chắc luôn. Để mà tầm cuối năm như này sở hữu một trong những bộ ghế như này thì quá là tuyệt vời. Vậy tôi xin được quay lại tổng thể lần nữa để cho quý vị xem cận cảnh lại cái bộ ghế như này. Quý vị nào mà quan tâm thực sự liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để có thể sở hữu một trong những cái bộ ghế móc 8 món phiên bản đặc biệt mà chúng tôi vừa về ngày hôm nay, thì sau đây tôi xin phép được dừng cái video clip ở đây. Quý vị xem video nhớ đừng quên đăng ký và subscribe, nhấn nút chuông thông báo để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà hàng chúng tôi về mới nhất và thường xuyên nhất. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.